Các bạn nhìn thấy không? Từ trên cao nhìn xuống trông rất là đẹp. Nhìn thấy toàn cảnh luôn.
Với những thành công ở dự án này nói riêng và ngành xây dựng Việt Nam nói chung, chúng ta rất tự hào đã bước sang chặng đường phát triển mới. Những con người Việt Nam tự tin vào bàn tay và khối óc của mình có thể đảm đương những công trình top đầu thế giới. Tên tuổi và vị thế của các công ty đã không dừng ở lại những phạm vi trong nước mà còn vươn xa ra ngoài lãnh thổ, thực hiện những giấc mơ hóa chinh phục biển lớn.